À, các bạn thân mến, hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn sửa loa kéo NanoMax. Loa kéo này cũng loại vừa thôi chứ không có lớn nha các bạn. Hiện tượng của loa là khi chúng ta bật nguồn lên thì đèn Bluetooth báo và kết nối với điện thoại thì ok, nhưng mà loa không phát ra tiếng nha các bạn. Và bây giờ mình mở ốc ra để sửa nha các bạn. Và đây là bên trong của loa kéo NanoMax này các bạn. Thì nói chung là loa kéo thì cái nào nó cũng na ná giống nhau và cũng có những bộ phận tương đồng với nhau đó các bạn nha. Đây là bo micro này các bạn, đây là bo kết nối các cổng vào. Và đây là công tắc. Rồi, trên đây là bo nguồn và bo công suất các bạn nha. Còn mé bên trên đầu này là bo Bluetooth này các bạn. Đó, bo Bluetooth là nằm ở trên khúc trên, còn đây là bo nguồn. Đó, nguồn vào thì nó sẽ hạ xuống còn cỡ 18V các bạn để nó cấp cho phần công suất các bạn nha. Nếu mà dùng điện thì nó không có inverter nha các bạn, nó ra thẳng 18V và cấp cho công suất. Đó, đây là phần nguồn các bạn ha. Và nguồn này thì nó không có dùng cục biến áp dây đồng nha các bạn, nó dùng bằng mạch điện tử luôn các bạn nha. Đó, đây là phần diode để nó nắng ra một chiều nè các bạn, rồi nó qua tụ lọc rồi nó cấp cho công suất, là nó trực tiếp luôn, nó không qua inverter các bạn ha. Và đây là IC công suất này các bạn. Rồi, hai cái cục đen đen này là hai cái cục dây đồng để ra loa này các bạn. Đó, IC công suất này nó có miếng nhôm nữa nha các bạn. À, đây nếu mà các bạn sử dụng bình thì bình nó sẽ qua cái phần inverter này nè các bạn. Đó, nó sẽ nâng điện lên thành 18V và nó sẽ nắng ra một chiều và nó sẽ cấp cho IC công suất ở đây nè các bạn ha. Rồi bây giờ mình bật công tắc lên thử nha các bạn. Đó, các bạn thấy cái đèn Bluetooth đã lên rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ đo nguồn nó thử xem coi nó có đủ không cho các bạn. Đây là hai cái tụ lọc nguồn nè các bạn. Cái loa kéo này nó dùng nguồn đơn thôi nha các bạn, chứ không phải là nguồn đôi như mấy cái loa kéo khác. Và các bạn để thang đo 50 dc. Đó, các bạn kẹp que đen vào mát và que đỏ các bạn đo vào đầu cái tụ lọc này. Đó, nó lên 18V này các bạn. Đây là mình sử dụng bình nha các bạn. Bình thì nó qua inverter và nó nâng lên thành 18V. Rồi, còn cái phần tụ lọc dưới là ở 12V các bạn. Đây là cái phần từ nguồn vào, từ bình lên đó các bạn. Còn đây là đã qua inverter nên nó đã nâng lên 18V. Như vậy là cái nguồn cấp cho công suất đã đủ nha các bạn. Còn đây là cái dây cấp nguồn và tín hiệu cho cái bo Bluetooth nè các bạn. Đó, thì đây cái nguồn đủ rồi thì nó mới có đèn Bluetooth nha các bạn. Như vậy là nguồn cấp cho công suất và nguồn Bluetooth đã có đầy đủ các bạn nha. Và như vậy là mình đo nguồn trên hai cái tụ lọc này là đã đầy đủ hết rồi các bạn nha. Và đây là IC công suất nè các bạn. IC TPA3116D2 các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ tắt nguồn và mình sẽ đo nguội nha các bạn. Mình sẽ kiểm tra xem cái phần ra của loa này các bạn. Thì khi mình đo hai cái đầu của loa đúng ra nó phải kêu rột rẹt nha các bạn. Còn ở đây là nó lên hết kim luôn. Đó, mình đo lại cho các bạn xem nè. Khi mình đo hai cái này thì cộng trừ thì nó sẽ lên hết kim. Các bạn để đo ohm nhân 1 nha. Đúng ra cái loa này nó là 8 ohm nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ rút dây loa ra. Rồi bây giờ mình sẽ đo thử cái loa xem nó có kêu không các bạn nha. Cái loa mình đo nó kêu rột rẹt như vậy là còn tốt nha các bạn. Rồi bây giờ mình đo hai bên máy IC thì nó lên kim hết các bạn. Như vậy là IC công suất này cái phần ra nó bị chạm nhau rồi các bạn nha. Rồi, như vậy mình khẳng định là IC công suất đã bị hư nha các bạn. Và đây là bo công suất nè các bạn. Bo công suất mình mua trên Shopee các bạn nha.
Nó sử dụng y con IC công suất trong đây luôn các bạn, nhưng nó làm bo rời. Bo công suất rời này nó cũng sử dụng IC TPA 3116D2 nha các bạn, y chang luôn của IC trong cái bo công suất máy luôn. Và nó có bán sẵn thì mình mua về mình chỉ lắp vô thôi các bạn ha. Ở đây nó chỉ có 3 cộng chính thôi các bạn. Đó, ở giữa này là điện thế cộng và trừ các bạn nha. Nó có ghi chữ luôn, rất là dễ. Rồi, tiếp theo đây là cổng ra loa nè các bạn, nó để chữ out nha các bạn, là ra loa. Còn ở đây để in là tín hiệu vào các bạn. Và các bạn khò bỏ con IC cũ ra nha các bạn, vì con IC này nó đã bị hư rồi. Đó, mình đã khò mình lấy ra rồi nè các bạn. Vì lúc mình khò lấy IC ra mấy cái chân chì nó bị lem qua nhau, nên mình sẽ dùng nhựa thông và mẫu hàng mình sẽ vuốt lại cho nó tách rời mấy cái chân ra, nó không có đụng lại nữa các bạn. Đó, mình dùng mẫu hàng với nhựa thông mình vuốt các bạn nha. Xong rồi mình lấy bàn chải nhúng xăng mình rửa cho nó sạch cái nhựa thông đi các bạn. Và mình đã nối mấy cái dây lại với nhau nè các bạn nha. Các bạn dùng cái vít dẹp các bạn nới mấy con ốc này ra, rồi các bạn nhét cái dây điện vào, các bạn siết nó lại. Mình đã nối dây điện vào ba cái điểm nối rồi nè các bạn nha. Còn đầu bên kia mình sẽ hàn vào các bạn. Có thể các bạn hàn dây nguồn vào IC cũng được, hoặc là hàn vào cái tụ lọc của các bạn, lấy nguồn cộng trừ cái tụ lọc cũng được. Và khi mình gỡ IC ra rồi các bạn thì mình đo cái lo nó hết chạm rồi các bạn nha. Nhưng mà để gắn vào y chỗ cũ thì chúng ta sẽ bỏ đi hai cái cuộn dây đồng của cái lo cũ ra nha các bạn. Và mình đã tìm được cái chỗ để nhét cái bo này vô cho nó ngay ngắn rồi các bạn, ngay chỗ khoảng giữa này nè các bạn nha. Xong rồi mình sẽ bắt một con ốc vào trên cái miếng nhôm. Rồi bây giờ mình sẽ cắt dây nguồn ra mình hàn vào các bạn. Dây nguồn thì chỉ có dây cộng và trừ thì các bạn hàn vào ngay cái tụ cũng được các bạn nha, ngay tụ 18V nữa các bạn. Đó, mình đã hàn dây cộng và dây trừ vào ngay cái tụ luôn. Và hai dây lo mình hàn lại chỗ hai dây lo cũ của nó luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nhét cái bo vào nè các bạn nha. Và mình sẽ dùng cái chốt nhựa này các bạn để nó cách với lại cái bo trên các bạn ha. Cái chốt nhựa này là để cho nó cách giữa cái bo trên và cái bo mình ráp vào, nó không chạm vào nhau nha các bạn. Để an toàn các bạn có thể dùng cái bìa cứng các bạn cách giữa hai cái bo mạch cho nó đừng có đục nhau. Như vậy là mình đã hàn xong dây nguồn và dây ra loa rồi các bạn. Bây giờ chỉ còn dây tín hiệu. Dây tín hiệu thì nó có dây mát và dây tín hiệu. Dây mát thì mình đấu chung với dây mát của bo hồi nãy các bạn. Còn dây tín hiệu thì để an toàn mình sẽ nối tiếp vào một cái tụ hóa các bạn nha. Tụ hóa cỡ 1 mF cho tới 4,7 mF các bạn nha. Mình gắn tụ hóa là để mình có lỡ chấm vào điện một chiều thì nó ngăn ra, nó không có hư IC nha các bạn. Rồi bây giờ mình mở máy lên và mình chuyển qua Bluetooth các bạn. Mình kết nối với điện thoại và cho tín hiệu vào cho nó hát bình thường các bạn nha. Rồi mình sẽ dùng cái dây in của cái bo công suất các bạn có nối qua cái tụ á. Rồi mình chấm vào những cái điểm mấy cái điện trở nhỏ nhỏ mà nó gần chân IC công suất các bạn. Thường tín hiệu cấp cho IC công suất các bạn nó sẽ qua mấy cái điện trở dán đó các bạn. Bây giờ mình để cho máy nó hát nha các bạn. Rồi mình sẽ chấm cái tụ này vào mấy cái điện trở đó. Vì mình đang để cho máy hát nha các bạn, nên khi mình chấm đúng cái chân tín hiệu cấp cho IC thì loa nó sẽ hát nha các bạn. Mà chân tín hiệu cấp cho IC thì chỉ có một chân tín hiệu có tiếng thôi. Mình tìm ra chân tín hiệu rồi các bạn, và bây giờ chỉ việc chấm chì cho nó dính lại ngay cái điểm mà mình chấm có tín hiệu đó các bạn là xong thôi. Rồi mình đã hàn xong chân tín hiệu rồi các bạn nha. Và bây giờ mình sẽ mở máy lên, mình kết nối với điện thoại cho hát thử nha các bạn. Rồi mình sẽ chuyển qua Bluetooth và kết nối với điện thoại.
Như vậy là ok rồi các bạn ha. Và video của mình đến đây cũng kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.